Vừa qua, Đại học Fulbright Việt Nam và Viện New Torrens thông báo sẽ hợp tác thành lập Viện New Torrens tại Đại học Fulbright với tên gọi New Torrens Institute Fulbright. Đây được coi là một sáng kiến mới dành riêng cho giảng dạy, nghiên cứu, khởi nghiệp và chính sách trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Các chuyên gia nhận định rằng ngành công nghiệp của Việt Nam tuy nhỏ nhưng năng động và có tiềm năng lớn. Trong đó, AI chính là chìa khóa để mang lại lợi ích cho khu vực công, từ nâng cao hiệu quả các dịch vụ của chính phủ đến dự đoán các tác động của biến đổi khí hậu. Nhưng giống như các công nghệ mạnh mẽ khác, nếu không có những chính sách được thiết kế tốt và các khuôn khổ quản trị vững vàng, AI có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể. Viện New Torrens là một tổ chức được truyền cảm hứng từ thung lũng Silicon, hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực AI tại Việt Nam và Đông Nam Á. Với những giảng viên tâm huyết thực hiện việc đào tạo và nghiên cứu và hội đồng tư vấn AI gồm các chuyên gia AI hàng đầu thế giới đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ. Trước hết, Đại học Fulbright Việt Nam có kế hoạch cung cấp một trong những chuyên ngành đầu tiên về trí tuệ nhân tạo. Một số sinh viên của chúng tôi sẽ đi sâu vào chuyên ngành này. Nhưng đối với tất cả sinh viên tại trường Đại học Fulbright và phương pháp tiếp cận giáo dục khai phóng của chúng tôi sẽ trang bị cho các bạn sự tự tin, kỹ năng làm việc nhóm và nền tảng đạo đức để giúp họ thích nghi trong việc giải quyết các vấn đề mà AI mang lại. AI sẽ đem đến những lợi ích to lớn cho xã hội con người, nhưng chúng sẽ không tự động thực hiện hóa. AI cũng sẽ mang lại những thách thức lớn. Chúng ta cần phải có những người có tư duy, có thể giải quyết vấn đề trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó chính xác là những gì mà giáo dục khai phóng sẽ giúp chúng ta thực hiện. Đó là lý do tại sao sinh viên tốt nghiệp Đại học Fulbright Việt Nam sẽ là những người đi đầu trong việc định hướng tương lai của AI tại Việt Nam và xa hơn nữa. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc ra mắt chuyên ngành AI đầu tiên của Việt Nam, cũng như một loạt nghiên cứu về các vấn đề chính sách và phát triển tinh thần khởi nghiệp xung quanh AI. Và bằng cách này, mọi sinh viên tại Đại học Fulbright Việt Nam sẽ có sự vững vàng trong thế giới mới đang hình thành trong sự ảnh hưởng của AI. Chúng tôi sẽ bắt đầu mở các khóa học vào mùa xuân và chúng tôi hy vọng sẽ ra mắt chuyên ngành chính thức về trí tuệ nhân tạo vào mùa thu sắp tới. New Torrens Institute Fulbright sẽ chú trọng vào 4 trụ cột lấy AI làm trọng tâm, bao gồm giáo dục, nghiên cứu, khởi nghiệp và chính sách. Bên cạnh đó, để thực hiện cam kết của Đại học Fulbright Việt Nam đối với chính sách công, New Torrens Institute Fulbright sẽ tổ chức các hội thảo, tọa đàm và chương trình giảng dạy cấp lãnh đạo cho các nhà hoạch định chính sách nhằm nâng cao nhận thức về tác động của AI đối với khu vực công. Bên cạnh đó, thế mạnh về phân tích dữ liệu, hỗ trợ xây dựng ý tưởng, sáng tạo nội dung, hiểu và xử lý ngôn ngữ của AI sẽ là công cụ học tập, nghiên cứu hiệu quả cho sinh viên. Mặt khác, những kỹ năng mà giáo dục khai phóng trang bị cho người học như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và ra quyết định mang tính nhân văn có khả năng tạo ra đột phá trong lĩnh vực AI. Thưa quý vị, và đó là một vài những cập nhật mới nhất của chúng tôi về chương trình đào tạo ngành trí tuệ nhân tạo tại trường Đại học Fulbright Việt Nam khi kết hợp cùng với The New Torrens. Và nếu quý vị cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về tiềm năng cũng như là những chương trình đào tạo của ngành học này tại Việt Nam hiện có, quý vị cũng có thể xem lại số phát sóng của chuyên mục Hướng nghiệp tương lai mà chúng tôi đã phát sóng trước đó.